Đó là trí thần thông khéo biết tha tâm thứ nhất của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ nhất của Đại Bồ Tát gọi là tha tâm trí thần thông khéo biết. Học Phật Pháp phải dùng trí huệ để học, không thể dùng cảm tình để học. Dùng trí huệ học Phật Pháp là chánh pháp, dùng cảm tình để học Phật Pháp là mạt pháp. Học Phật Pháp phải có con mắt chọn pháp, lựa chọn thế nào là chánh pháp, thế nào là mạt pháp. Tu chánh pháp dần dần thăng đi lên, tu mạt pháp dần dần đi xuống. Vì trí huệ là thanh tịnh, cảm tình là nhiễm ô. Nếu dùng cảm tình, chẳng những không thể thành tựu, ngược lại càng học càng đọa lạc. Điểm này các vị phải đặc biệt nhận thức rõ ràng. Tôi dùng chân tâm để giảng pháp chân thật cho quý vị. Tôi không muốn dùng thủ đoạn ích kỷ gạt người để giảng pháp hương hủy. Tôi đọa địa ngục cũng không thể để cho các vị rớt vào địa ngục. Tôi giảng kinh, biết bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu. Tôi đem hết tâm chân thành để hoằng dương Phật Pháp. Nghe hay không nghe là tùy quý vị. Tôi giảng kinh đã hơn 10 năm, quý vị đã nghe kinh hơn 10 năm cũng chẳng đạt được lợi ích gì. Hiện tại tôi quyết tâm giảng chân thật pháp, các vị phải chú ý lắng nghe. Tông chỉ của tôi là rét chết không phan duyên, đói chết không hóa duyên, nghèo chết không cầu duyên. Tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Giữ gìn ba đại tông chỉ của chúng ta: xả mạng làm Phật sự, tạo mạng làm bổn sự, tránh mạng làm tăng sự, tức sự minh lý, minh lý tức sự. Giữ gìn tổ sư một mạch tâm truyền. Chúng ta là Phật giáo đồ, nếu bị chết đói chết rét là một sự việc quang vinh nhất. Vì Phật Pháp mà hy sinh, đây là việc có giá trị nhất. Chúng ta nhất định phải kiên trì giữ gìn. Bất cứ gặp hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi tông chỉ của chúng ta. Bất cứ lúc nào cũng không thể thay đổi tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải có chí khí. Rét chết đứng trước gió, đói chết ôm bụng đi. Chúng ta phải làm Phật giáo đồ có chí khí, phải có khí tiết kiên nhẫn, không lung lay, gì cũng không sợ, dũng mãnh hướng về trước, tuyệt đối không lùi về sau. Đó mới là chí hướng chân chánh của Phật giáo đồ. Thứ hai, trí thần thông thiên nhãn vô ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn trí thông thành tịnh vô ngại, thấy chúng sinh trong thế giới nhiều như số hạt bụi của vô lượng bất khả thuyết cõi Phật, chết đây sinh kia, hướng về đường lành, hướng về đường ác, tướng phước, tướng tội, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc dơ hoặc tịnh, phẩm loại như vậy, vô lượng chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn trí thông thanh tịnh vô ngại, thấy được chúng sinh trong thế giới nhiều như hạt bụi của vô lượng bất khả thuyết cõi Phật, hết thảy chúng sinh ở trong đó, hoặc chết ở đây, lại sinh về chỗ kia, hoặc chết ở thế giới này, lại sinh về thế giới kia, sự luân hồi quả báo như vậy. Bồ Tát dùng thiên nhãn vô ngại nhìn thấy liền biết rõ, hoặc nhìn thấy chúng sinh sinh về ba đường lành, hoặc sinh về ba đường ác, làm các việc thiện thì có tướng phước, làm các việc ác thì có tướng tội. Tướng phước là tướng phước đức viên mãn, tướng tội là tướng xấu xí không gì sánh bằng. Hoặc sinh tướng tốt ngũ quan đoan chánh, hoặc sinh tướng xấu ngũ quan không đủ, hoặc sinh tướng dơ bẩn, hoặc sinh tướng thanh tịnh, phẩm lại khác nhau như vậy, có vô lượng chúng sinh. Đó là chúng trời, chúng rồng, chúng dạ xoa, chúng cản thát bà, chúng Atula, chúng ca lâu la, chúng khẩn na la, chúng ma hầu la giả, chúng người, chúng chẳng phải người, chúng sinh thân nhỏ bé, chúng sinh thân rộng lớn, chúng nhỏ chúng lớn. Đó là một chúng trời, người ở trên trời, phước báo rất thù thắng, tướng mạo rất xinh đẹp, nghĩ ăn thì có ăn, nghĩ mặc thì có mặc. Nhưng khi phước trời hưởng hết thì vẫn phải luân hồi đi thọ sinh. Hai chúng rồng, rồng có thần thông quảng đại, ở trong biển khi giăng mây mưa xuống thì có thể đến trong hư không. Nhưng rồng có bốn thứ khổ: A, bị chim đại bàng bắt ăn thịt; B, khi giao cấu thì biến thành rắn; C, bị trùng nhỏ rúc rỉa ăn thịt; D, bị cát nóng làm thân thể đau khổ. Ba chúng dạ xoa, chúng là ác quỷ lợi hại nhất, hành động như bay, đến các nơi làm tai ương, nhưng sau khi quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi trở thành hộ pháp thiện thần. Bốn chúng cản thát bà, chuyên môn đi khắp nơi tìm mùi hương, ăn mùi hương, thân tỏa ra hương thơm. Khi trời đế thích muốn nghe ca khúc, bèn đốt hương trên đàn lên, thì chúng bèn ngửi mùi hương mà tìm đến. Năm chúng Atula, rất thích đấu tranh, cho nên có phước trời, mà không có đức trời không thể hòa bình sống với nhau. Sáu chúng Kalola,
Dịch là chim đại bàng cánh vàng, cánh rộng khoảng 330 do tuần, quạt nước biển rẽ làm đôi bắt rồng ăn. 7. Chúng khẩn na la. Chúng chuyên tấu lên pháp khúc trang nghiêm khiến cho người nghe sinh tâm thanh tịnh. 8. Chúng ma hầu la già, gọi là địa long, nhưng không có thần thông không thể đằng không giá mây. 9. Chúng người hết thảy chúng sinh nhân loại. 10. Chúng chẳng phải người, hết thảy những chúng sinh khác. 11. Chúng sinh thân nhỏ bé, tức là những con kiến con trùng. 12. Chúng sinh thân rộng lớn, tức là những con voi con cá lớn, vân vân. 13. Chúng nhỏ, tức là chúng sinh thân rất nhỏ như vi khuẩn, vân vân. 14. Chúng lớn, tức là chúng sinh thân rất lớn như khổng long thời xưa, hiện tại như châu bò, vân vân. Như vậy đủ thứ ở trong chúng sinh, dùng mắt vô ngại, thể đều thấy rõ, tùy theo sự tích tập nghiệp, tùy theo sự thọ khổ vui, tùy theo tâm, tùy theo sự phân biệt, tùy theo sự thấy, tùy theo lời nói, tùy theo nhân, tùy theo nghiệp, tùy theo duyên, tùy theo khởi lên, thể đều thấy được, không có sai lầm. Như vậy đủ thứ ở trong chúng sinh, dùng thiên nhãn vô ngại để quan sát, thể đều thấy rõ những cảnh giới đó, tùy theo sự tích tập nghiệp thiện ác, tùy theo sự tiếp thọ khổ vui, tùy theo tâm ý, tùy theo sự phân biệt, tùy theo sự thấy hiểu, tùy theo lời nói, tùy theo nhân tạo ra, tùy theo nghiệp đã làm, tùy theo nhân duyên sinh ra, tùy theo cảnh giới khởi lên, thầy đều thấy được rất rõ ràng, không có sự sai lầm. Đó gọi là trí thần thông thiên nhãn vô ngại thứ hai của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ hai của Đại Bồ Tát đắc được, tên gọi là trí thần thông thiên nhãn vô ngại. Thứ ba, trí thần thông biết kiếp thuở quá khứ túc trụ. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng túc trụ tùy niệm trí thông, biết được thân mình và tất cả chúng sinh trong thế giới. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Những sự việc quá khứ, số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát, Ngài có thần thông túc trụ tùy niệm trí huệ. Bồ Tát muốn biết một sự việc gì không cần phải tác ý, nghĩa là không dùng chú ý để quan sát, bất cứ lúc nào cũng đều biết được.